Chào mừng các bạn đến với bản tin cuối ngày của bình luận viên Anh Quân News. Nếu được hỏi đâu là câu lạc bộ bất ổn nhất trong top các đại gia của châu Âu hiện tại, Juventus chắc chắn nằm trong top 3. Vâng, đội bóng yêu thích của tôi. Sau khi bị trừ 15 điểm, Juve tiếp tục đối diện với nguy cơ bị trừ tiếp 20 điểm nữa. Chưa kể Pogba, người chưa ra sân phút nào mùa giải này, cũng có khả năng ra đi ngay trong hè. Và không thể bỏ qua động thái mới nhất của Man United sau khi Mason Greenwood được tuyên bố trắng án, cùng những tin tức thú vị khác của làng Túc Cầu trong ngày hôm nay. Juventus đối diện nguy cơ bị trừ tiếp 20 điểm. Pogba có thể bị câu lạc bộ chủ quản thanh lý. Arsenal gia hạn thành công với Martinelli. Real Madrid gặp tổn thất trước thềm trận gặp Liverpool. Ibrahimovic bị loại khỏi đội hình dự Champions League mùa giải này của AC Milan. Juventus vừa tiến vào bán kết Coppa Italia sau chiến thắng trước Lazio. Đây có thể xem như đấu trường cứu vãn một mùa giải ảm đạm với quá nhiều biến cố của lão bà thành Turin. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp dứt men say chiến thắng, Bianconeri đã phải nhận một gáo nước lạnh và có nguy cơ rơi xuống đáy của bảng xếp hạng Serie A. Tờ Football Italia cho biết các công tố viên của Liên đoàn bóng đá Ý FIGC yêu cầu trừ thêm của Juventus ít nhất 20 điểm về những mập mờ trong việc chi trả lương cho cầu thủ diễn ra vào thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát. Được biết trước đó Juventus đã thông báo rằng các cầu thủ đã không nhận lương trong 4 tháng để giúp đỡ câu lạc bộ, nhưng trên thực tế họ vẫn được trả lương dưới các hình thức khác như tiền thưởng, hợp đồng tài trợ. Hành động này giúp Juventus cân bằng sổ sách. Cách đây vài ngày, nhà báo Paolo Giuliani đã tung bằng chứng hàng loạt nhân sự Juventus khi ấy như Ronaldo, Dybala, Bentancur hay huấn luyện viên Sarri nhận lương bất hợp pháp trong thời gian còn làm việc ở Juve. Nếu bị trừ 20 điểm, Juventus chỉ còn 3 điểm và rơi xuống đáy bảng xếp hạng Serie A. Sẽ không có gì bất ngờ nếu các ngôi sao Juventus tìm đường tháo chạy khỏi câu lạc bộ thành Turin khi đội liên tiếp gặp hạn như thế. Nhưng với Pogba thì khác, thay vì anh có động thái muốn rời đi, thì câu lạc bộ lại có động thái sẵn sàng bán Pogba trong phiên chợ hè sắp tới. Lý do thì chắc hẳn ai cũng đã biết rồi. Juventus đã mang Pogba về từ Manchester United với giá 0 đồng cùng mức lương hơn 7 triệu bảng mỗi mùa. Thế nhưng từ đầu mùa đến nay, ngôi sao người Pháp chưa ra sân một phút nào cho lão bà thành Turin do anh liên tục dính chấn thương. Mới nhất, Pogba tiếp tục phải ngồi ngoài vì lý do chấn thương, điều này khiến ban lãnh đạo Juventus cảm thấy mệt mỏi. Họ cho rằng tình trạng hiện tại lỗi hoàn toàn thuộc về Pogba khi anh tự ý quyết định cách điều trị chấn thương đầu gối, phớt lờ đề nghị phẫu thuật ngay từ đầu của câu lạc bộ chủ quản. Do đó, Juve đang xem xét chấm dứt hợp đồng hoặc bán đứt Pogba ngay trong mùa hè. Mason Greenwood đã được tuyên bố trắng án cho các cáo buộc hành hung bạn gái. Tiền đạo người Anh chính thức được thả tự do và điều người hâm mộ quan tâm lúc này ắt hẳn là liệu anh có thể trở lại với sân cỏ hay không. Đó vẫn là câu trả lời nằm ở thì tương lai. Còn với Manchester United, họ cũng ngay lập tức có động thái sau khi Greenwood được tuyên bố trắng án. Trên trang chủ của nửa đỏ thành Man đăng tải dòng thông báo, Manchester United ghi nhận quyết định của cơ quan công tố hoàng gia rằng tất cả các cáo buộc chống lại Mason Greenwood đã được hủy bỏ. Chúng tôi sẽ tiến hành quy trình riêng trước khi có hướng xử lý tiếp theo. Câu lạc bộ sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào nữa cho đến khi quá trình này hoàn tất. Trước đó, các nhà chức trách thông tin rằng họ vẫn theo dõi sát sao vụ việc của Greenwood và có thể điều tra trở lại nếu có thêm bằng chứng. Báo chí Anh đánh giá, sự việc thay đổi đầy bất ngờ đang đẩy Erik ten Hag lâm vào cảnh khó xử, đó là họ có chấp nhận cho Mason Greenwood trở lại tập luyện và thi đấu hay không. Theo The Sun, trên trang web của câu lạc bộ đã xuất hiện tên của Greenwood trong đội hình cho phần còn lại của mùa giải, nhưng đây không phải là dấu hiệu cho thấy anh sẽ trở lại thi đấu. Arsenal đang bay cao trên bảng xếp hạng EPL và tràn trề cơ hội nâng cao chức cúp vô địch sau 19 năm. Có được vị thế như hiện tại không thể không kể đến màn trình diễn tuyệt vời của các ngôi sao, mà trong đó Martinelli là một trong những cái tên xuất sắc nhất. Và mới đây, pháo thủ đã thành công trong việc giữ chân ngôi sao người Brazil. Theo The Athletic, Gabriel Martinelli đã cam kết tương lai với đội bóng chủ sân Emirates với bản gia hạn hợp đồng có thời hạn 4,5 năm, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Được biết, hợp đồng cũ của Martinelli với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa giải 2023-2024, nhưng câu lạc bộ đã giữ tùy chọn 2 năm. Điều này sẽ cho phép họ gia hạn hợp đồng của anh ấy cho đến năm 2026. Với bản hợp đồng mới, cầu thủ người Brazil sẽ gắn bó với pháo thủ ít nhất đến tháng 6 năm 2027. Cầu thủ 21 tuổi người Brazil đã gây ấn tượng cho đội bóng trong mùa giải này. Anh đã chơi 27 trận cho Arsenal trên mọi đấu trường và ghi được 7 bàn thắng. Chỉ còn 2 tuần nữa, Champions League sẽ trở lại với các cặp đấu hấp dẫn tại vòng 1/8. Một trong những cuộc đối đầu được mong đợi nhất là loạt trận giữa Real Madrid và Liverpool, nơi sẽ tái hiện lại trận chung kết năm 2018. Ở thời điểm hiện tại, Liverpool không được đánh giá cao bằng Real, nhất là trong bối cảnh The Kop đang khủng hoảng. Nhưng đội bóng Hoàng gia lại vừa đón nhận thông tin không thể vui về tình hình lực lượng.
Trong trận đấu gặp Valencia rạng sáng này, Benzema và Militao đều phải rời sân giữa chừng. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Militao bị đau cơ sau một pha va chạm với cầu thủ Valencia cuối hiệp 1. Trong khi đó, Benzema trong một tình huống chạy đầu hiệp 2 đã cảm thấy đau nhói và sau đó phải ra dấu xin được thay ra. Huấn luyện viên Ancelotti sau trận đã trấn an người hâm mộ rằng tình hình của Benzema không quá đáng ngại. Nhưng Militao thì không may mắn như vậy và anh sẽ vắng mặt trong trận đấu với Mallorca vào cuối tuần này. Hiện chưa có chuẩn đoán cuối cùng về trạng thái của Militao, nhưng các báo tại Madrid cho hay trung vệ người Brazil có thể bỏ lỡ lượt đi vào 1/8 Champions League gặp Liverpool. Bên cạnh những thông tin kể trên, cùng đến với những tin vắn đáng chú ý của làng túc cầu trong ngày hôm nay. Theo báo chí Trung Đông, câu lạc bộ Al Nassr chỉ phải chịu trách nhiệm chi trả 10% lương cho Ronaldo, số còn lại thuộc về quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út. Ước tính quỹ này sẽ chi cho Ronaldo ít nhất 67,5 triệu đô một năm. Được biết, quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út cũng chính là chủ sở hữu Newcastle, với tổng tài sản từ 400 tỷ đến 500 tỷ đô. Việc bỏ tiền ra đầu tư vào Ronaldo để nâng cao hình ảnh của bóng đá nói riêng và thể thao quốc gia nói chung là quá đơn giản đối với quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, truyền thông Tây Á cho biết khoản tiền Ronaldo nhận về mỗi năm có thể lên đến 200 triệu đô là nhờ các hợp đồng tài trợ và làm đại diện thương hiệu cho Al Nassr hay bóng đá Ả Rập Xê Út. Theo tờ Sport, câu lạc bộ Mexico Unam Pumas thôi hợp đồng và bắt Dani Alves bồi thường 5 triệu đô vì vi phạm các điều khoản ứng xử sau bê bối cáo buộc tấn công tình dục. Hợp đồng giữa đôi bên ghi rõ việc hậu vệ người Brazil sẽ phải nộp phạt nếu tham gia vào bất kỳ vụ bê bối nào được công khai hoặc bất kỳ hành động nào được coi là tội phạm theo pháp luật của quốc gia nơi diễn ra sự việc. Câu lạc bộ Mexico dọa sẽ kiện lên FIFA nếu Alves không trả tiền bồi thường. Nhắc đến FIFA thì Barcelona, LA Galaxy và cầu thủ Julian Araujo đang chờ Liên đoàn bóng đá thế giới ra phán quyết về thương vụ chuyển nhượng giờ khóc giờ cười liên quan đến ba bên này. Cụ thể, Araujo được Barcelona chiêu mộ trong ngày cuối phiên chợ đông, nhưng đúng vào lúc hoàn thành thủ tục để gửi lên FIFA, máy tính tại trụ sở của câu lạc bộ lại dở chứng, khiến cho Barcelona gửi trễ hồ sơ 18 giây. Trong hôm nay, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cho Julian Araujo gia nhập Barcelona tới LA Galaxy hay không. Mới đây, Gareth Bale đã có màn ra mắt làng gốp chuyên nghiệp không thể ấn tượng hơn tại một giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour. Cựu tiền đạo xứ Wales và Real Madrid có pha xử lý đẹp để giữ pha hố hay, sau đó góp 3 điểm để đội Anh đạt âm 7 sau vòng 1. Bale sẽ tranh tài cùng 156 tay gốp chuyên nghiệp bao gồm nhà vô địch giải gốp Mỹ mở rộng 2022 Matt Fitzpatrick và hai tay gốp nổi tiếng khác là Jordan Spieth và Luke Donan. Theo Football Italia, Milan đã công bố đội hình của họ cho giai đoạn loại trực tiếp Champions League với Malik Thiaw thay thế Sergio Des, trong khi đó Zlatan Ibrahimovic và Mike Maignan bị tạm thời bị loại. Rossoneri sẽ đối đầu Tottenham ở vòng 16 đội trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng chấn thương. Người hâm mộ đã hy vọng rằng Ibrahimovic sẽ có thể bình phục trong nửa sau của mùa giải sau khi trải qua ca phẫu thuật đầu gối vào tháng 5 năm 2022, nhưng sẽ là mạo hiểm nếu đưa lão tướng người Thụy Điển vào danh sách đăng ký tại Champions League. Sau thời gian dài cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Bỉ đã chốt bổ nhiệm huấn luyện viên Domenico Tedesco thay thế Roberto Martinez. Dự kiến trong ít ngày tới, Liên đoàn bóng đá Bỉ sẽ chính thức công bố hợp đồng với nhà cầm quân từng dẫn dắt RB Leipzig. Đến đây bản tin cuối ngày xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại.